Ở đây mình dùng sợi cũng bình thường và kim móc là 3.5, các bạn lựa chọn kim và sợi cho phù hợp. Bắt đầu bằng 4 mũi xích. Một, hai, ba, bốn mũi, sau đó nối vào chân của mũi đầu tiên. Vòng 1 các bạn bắt đầu bằng một mũi xích, sau đó móc 9 mũi đơn vào trong vòng tròn này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mũi đơn. Sau đó nối vào chân của mũi đơn đầu tiên này. Gây một mũi để bắt đầu vòng 2 và mỗi chân các bạn móc cho mình 2 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mũi đơn ở vòng thứ hai. Sau đó nối vào chân của mũi đơn đầu tiên. Kết thúc vòng 2 các bạn được 18 mũi đơn. Gây một mũi để bắt đầu vòng thứ ba. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân 2 mũi kép. 1, 2. Chân thứ hai. Chân thứ ba. Chân thứ tư. Chân thứ năm. Chân mũi thứ sáu. Chân mũi thứ bảy. Chân mũi thứ 8. Chân mũi thứ 9. Chân mũi thứ 10. Chân thứ 11. Chân thứ 12. Chân mũi thứ 13. Chân mũi thứ 14. Chân mũi thứ 15. Mười sáu. Mười bảy. Chân cuối cùng. Nối vào chân của mũi nối ở vòng ở hàng ở mũi đầu tiên khi mà các bạn bắt đầu ấy. Tiếp tục vòng thứ tư. Các bạn sẽ bắt đầu cho mình bằng 3 mũi xích để mình bắt đầu hàng mới. Bỏ qua hai chân mũi, móc vào thân của mũi thứ ba, các bạn sẽ sử dụng mũi ngoặc trước và ở đây mình dùng mũi kép đôi. Các bạn chừa qua chân thứ nhất, chân thứ hai và móc vào thân của mũi thứ ba.
một mũi. Tiếp tục móc sang mũi thứ tư. Mình đánh dấu thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 như vậy để các bạn khỏi nhầm lẫn. Sau khi móc xong mũi thứ ba và mũi thứ tư thì các bạn sẽ quay trở lại và móc vào thân của mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Các bạn quấn hai vòng trên kim. Sau đó mình móc vào thân mũi bằng mũi ngoặc trước. Móc sang thân mũi thứ hai. Mỗi một ô móc là mình dùng 6 mũi. Các bạn đánh dấu như vậy cho dễ nhớ. Các bạn đã móc xong 1, 2, 3, 4, 4 thân mũi. Bây giờ các bạn móc sang thân thứ 5 và thân thứ 6. Một, hai, hai thân mũi kế tiếp này. Như vậy mình đã được một ô. Tiếp tục, các bạn cũng đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6 như vậy. Mình sẽ chừa qua chân thứ nhất và chân thứ hai, móc vào thân thứ ba và thân thứ tư. Mũi kép đôi và mình móc bằng mũi ngoặc trước. Sau đó quay trở lại và móc vào thân mũi thứ nhất và thân mũi thứ hai. Tiếp đó, các bạn móc vào thân thứ 5 và thân thứ 6. Đánh dấu như vậy thì rất là dễ. Tiếp tục các bạn lại bỏ qua hai thân mũi này và móc vào thân thứ 3, thứ 4. Sau đó quay trở lại và móc vào thân thứ nhất, thân thứ hai. Tiếp tục móc vào thân thứ năm và thân thứ sáu. Đếm như vậy thì sẽ không bao giờ các bạn sợ bị nhầm lẫn gì cả. Tiếp tục bỏ qua hai thân mũi. Quay trở lại và móc vào hai cái thân mũi mà mình vừa bỏ qua. Tiếp tục móc vào thân thứ 5 và thân thứ 6. Bỏ qua hai thân mũi. Quay trở lại hai thân mũi mà các bạn vừa bỏ qua này. Móc vào hai thân mũi kế tiếp. Chính là thân thứ 5 và thân thứ 6.
Tiếp tục. Ở đây các bạn còn ô cuối cùng 6 mũi. 2 4 6. Các bạn lại bỏ qua hai thân mũi nhá. Chính là chân thứ nhất, chân thứ hai. Móc vào chân thứ ba, thứ tư. Sau đó quay trở lại móc vào chân thứ nhất, thứ hai. Hai chân cuối cùng chính là chân thứ năm và chân thứ sáu trong ô ấy. Sau đó các bạn sẽ nối vào chân của cái hàng móc 3 mũi xích này. Như vậy mình đã móc được 4 hàng.